Dạ, hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Huyền Xe Cổ Sài Gòn hôm của em. Hôm nay là ngày đầu tuần, em sẽ báo giá tổng hợp sau một tuần các dòng xe hiện tại có bên em cho các anh chị xem nha. Hôm nay bên em về rất là nhiều xe, em sẽ đi quay từng chiếc xe và báo giá từng chiếc xe cho các anh chị nha. Dạ, đầu tiên đó là chiếc bán tải Isuzu đời 2017, đăng ký 2018. Xe này hai cầu nha các anh chị nha, số sàn hai cầu. Dạ, phiên bản 2.5LS. Dạ đây, xe này có pháp lý là xe đứng tên công ty nha các anh chị nha. Em sẽ quay sơ cái clip này, em chỉ quay sơ cho các anh chị xe về xe thôi nha, và em sẽ báo giá cho các anh chị chứ em không quay chi tiết nha. Các anh chị đang ưng chiếc xe nào thì có thể liên hệ với em để em gửi video clip chi tiết cho xe nha. Dạ đây, xe này hai cầu nha các anh chị nha. Xe thì có giá là 486 triệu nha các anh chị, 486 triệu, xe đứng tên công ty. Tiếp theo là chiếc Nissan Terra xe 7 chỗ máy dầu số sàn đời 2019, xe nhập khẩu Thái Lan. Dạ, xe này đã trang bị rất là nhiều đồ chơi, là ghế là khách hàng cũng đã lên là ghế chỉnh điện hai bên luôn ha, và ghế gập điện phía sau luôn. Dạ, xe được lên màn hình luôn rồi. Dạ, số sàn một cầu nha các anh chị nha, số sàn một cầu đời 2019. Dạ, xe thì có biển số là ở Sài Gòn, thì cái giá xe là 720 triệu nha các anh chị, 720 triệu nha, 720 triệu. Rồi, tiếp theo là chiếc Kia Carrera, xe đời 2015, xe cũng đứng tên công ty luôn và xe có biển số là ở Sài Gòn. Xe có biển số là ở Sài Gòn với cái giá là 380 triệu, số tự động nha các anh chị nha. Số tự động, xe vừa mới về tới công ty của em luôn. Odo xe chạy được có 56 ngàn thôi nha các anh chị nha. Odo xe chạy 56 ngàn. Này, xe này ghế chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện luôn nha các anh chị. Này là chiếc 77 chỗ. Tiếp theo đó là chiếc Kia Sorena. Dạ, chiếc xe quốc dân dành cho gia đình. Dạ, xe này pháp lý là xe công ty. Xe thì có đứt xe là màu đen, biển số là ở tỉnh. Odo xe là chạy được 50 ngàn. Dạ, và hiện tại đang được rao với cái giá là 930 triệu nha các anh chị, 930 triệu nha. Odo xe chạy được 50 ngàn, đời 2019 luôn nha các anh chị. Đây là phiên bản máy dầu bản full nha các anh chị nha, máy dầu bản full. Dòng xe Kia Sorena là dòng xe quá quen thuộc với lại người tiêu dùng, đặc biệt là những khách hàng đi gia đình. Dạ, tải xe đây là kiểu chỉnh điện cửa lùa, nói chung là hệ thống điện rất là nhiều. Tiếp theo là xe bán tải Forerunner đời 2020 nha các anh chị nha. Xe có nước sơn là màu đỏ nè. Odo xe này chạy điện chỉ 20.000 thôi và cái giá là 650 nha các anh chị nha. Xe đã bánh sơ cua chưa rớt luôn. Dạ, và xe đã được trang bị là màn hình, trang bị màn hình lót sàn và ghế thì vẫn là ghế zin theo xe. Đây là phiên bản số tự động nha các anh chị nha, số tự động một cầu. Về xe bán tải thì cái biển số dù từ tỉnh về Sài Gòn thì nó rất là rẻ thôi. Tiếp tục đó là chiếc Toyota Hilux. Dạ, đây là đời 2019 nha các anh chị nha, 2019. Xe này biển số là ở Long An, thì Toyota Hilux là chiếc xe cực kỳ gọi là được nhiều khách hàng ưa chuộng. Đây là xe số sàn một cầu nha các anh chị nha. Xe này hiếm lắm, trong trong hãng không có xe luôn á. Cái giá xe này là 508 nha các anh chị nha, 508. Xe thì mỗi là bàn hành trên theo xe nè, mỗi màn hình trên theo xe, nhưng mà xe thì đã được lắp ghế da rồi. Rất là đẹp. Odo xe này mới chạy có, để em coi, 34.000 thôi nha các anh chị, 34.000. Sắp tới thì em đang về cái chiếc đang đang dọn rửa chiếc Kia Morning phiên bản đời 2020, phiên bản Deluxe 1.2 số tự động nha các anh chị. Xe này em sẽ báo giá sau ha. Đây là cái anh đang vệ sinh nội thất xe. Vệ sinh nội thất xe cho các anh chị nha. Xe đời 2020 luôn nha các anh chị. Cái này em sẽ báo giá sau ha.
Các anh chị nào đang quan tâm dòng này thì có thể liên hệ với em, gọi thoại cho em nha. Rồi, tiếp tục mình sẽ vô nghiên cứu tiếp. Hiện tại xe bên em về rất nhiều, sắp tới là em còn về một chiếc MG các anh chị, hãng của MG á. Dạ. Đây là chiếc Toyota Camry đời 2012 phiên bản 2.4 nha. Cái xe này có nước sơn là màu xanh ngọc. Nói chung là nó màu xám á, nhưng mà em thấy nó màu xanh ngọc. Dạ. Giá thì nó tầm khoảng 500 nha các anh chị. Giá khoảng 500. Để quay một vòng xe cho các anh chị xem. Tất cả những chiếc xe ở đây em đều có clip riêng. Thì các anh chị khi mà xem cái clip tổng hợp này của em á, các anh chị nào mà ưng chiếc xe nào thì có thể liên hệ với em nha. Em sẽ gửi clip riêng cho các anh chị nha. Xe này được gắn màn hình luôn, có màn hình luôn. Odo xe là nhiều quá em, nhiều xe quá em, bây giờ em nhớ không nổi. Dạ, Odo xe là 125.000 nha các anh chị nha. Đời 2012 nha. 2012. Xe là ghế chỉnh điện luôn nha các anh chị. Ghế là 44 ghế zin theo xe luôn á. À còn đây là chiếc 16 chỗ. Hôm bữa có anh chị nào đang hỏi em chiếc 16 chỗ, đây là chiếc Transit Medium, thì cái bản này là bản kiến rời nha các anh chị nha, không phải là bản luxury nha. Đây, bản kiến rời. Nhưng mà bốn cái bánh này khách đã lên mâm đúc rồi nha các anh chị nha. Xe thì được trang bị là đầy đủ hết rồi, chỉ thiếu một cái cửa điện thôi. Odo xe là chạy 76.000, cái giá xe là 401 nha các anh chị. 401. Còn đây là chiếc Ford EcoSport phiên bản Ambien, nhưng mà phiên bản này là phiên bản tự động nha các anh chị nha, số tự động. Dạ. Odo xe chạy được 59.000 đời 2019 luôn nha các anh chị. Xe đã được trang bị đầy đủ hết trơn rồi. Cái xe bản này thì không có cửa sổ trời nha, nhưng mà anh khách ở trong là ảnh cũng đã lên đồ rất là nhiều. Dạ, như màn hình rồi camera lùi, ghế da rồi bọc trần các kiểu ha. Cái xe này nó không phải là bản Titanium thì sẽ không có cửa sổ trời nha các anh chị. Cái giá xe này tầm khoảng 480 nha các anh chị nha. 480. Đây là cái xe này đời 2019 nhưng vẫn có bánh sau nha các anh chị. EcoSport nhìn nó rất là thể thao luôn. Còn đây là chiếc Vios bản E số sàn nha các anh chị. Bản E số sàn thì xe này có biển số là ở tỉnh. Odo xe thì chạy hơi nhiều là 130.000, nhưng mà cam kết những chiếc xe bên em bán thì sẽ kiểm tra chất lượng ngặt nghẽo ha cho các anh chị ha, cực kỳ chặt chẽ luôn. Vậy nên là các anh chị cứ yên tâm về chất lượng bên xe của em. Thì cái xe đời 2018, cái form này vẫn là form tròn nha các anh chị nha. Cuối 2018 thì Toyota Vios mới đổi mẫu. Và thì cái giá xe này là khoảng 380 nha các anh chị. Tiếp theo đó là chiếc Mazda 3 phiên bản số tự động nha các anh chị nha. Phiên bản số tự động. Giờ xe này đời 2019, Odo xe là chạy được 59.000. Odo xe chạy được 59.000. Cái giá tầm khoảng 590 nha các anh chị. Đây nè. Thì xe nhìn rất là ok, rất là đẹp ha. Mazda 3 nhìn nó rất là thời trang và thời thượng luôn. Dạ, rất là thời trang và thời thượng luôn. Tất cả các giá em báo ở đây đều có thể thương lượng được, nên các anh chị nào mà đang quan tâm với dòng xe nào thì có thể liên hệ với em nha. Xe là có chế độ bảo hành bảo dưỡng đầy đủ nha các anh chị nè. Xe bên em là kiểm tra kỹ lắm. Đây ha. Ngoài ra bên em còn có Ford Explorer. Có Ford Explorer nữa nha các anh chị nha, Nissan Sunny nữa. Dạ, nhưng mà do là mỗi chỗ là bên em có nhiều chi nhánh quá cho nên là tụi em hay phân xe đi. Dạ. Đây là chiếc Kia Soluto đời 2020 luôn nha các anh chị nha, biển số Sài ở Vũng Tàu. Dạ, Odo xe chạy mới có 19.000 thôi. Dạ, xe là có nước sơn là màu ghi vàng, màu nâu vàng các anh chị. Cái giá xe là khoảng 395 triệu quay đầu. Dạ. Xe cũng còn rất là mới ha, anh chủ anh chị rất là kỹ. Dạ rồi, bắt đầu mình sẽ qua một dòng xe khác nha các anh chị nha. Dạ. Bên em xe 5 chỗ rất là nhiều luôn á. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô tham quan xem cái dòng xe 5 chỗ gầm cao nha các anh chị nha. Em mới về 5 chỗ gầm cao luôn. Dạ. Xe bên em thời điểm này về rất là nhiều á. Mazda, Kia Soluto, Camry, Nissan Sunny là đều có đủ nha các anh chị. Rồi, mình qua cái dòng 5 chỗ gầm cao. Và tiếp theo đây đó là chiếc MG 1.5
số tự động nha các anh chị nha, đời 2020. Và xe Udo chạy mới được 11.000 thôi. Nhìn xe rất là thời trang, xe 5 chỗ gầm cao nha các anh chị nha. Hãng BG này là hãng của Anh nhưng mà đã được Trung Quốc mua lại. Dạ, và linh kiện là nhập khẩu hết nha các anh chị. Xe thì rất là đẹp. Đời 2020 mà cái giá chỉ có 460 triệu thôi thì các anh chị mau chóng ha, mau chóng tìm tới em nha, chứ không là mất mấy chiếc xe đẹp như thế này uổng lắm luôn á. Rồi, tiếp theo là em báo giá cái con Kia Morning. Lúc nãy em có báo là cái xe đó chưa dậu xong. Thì cái chiếc Kia Morning này thì bản 1.2 Deluxe. Dạ, thì cái giá của chiếc xe này là tầm khoảng 320 triệu. Thì các anh chị nào đang có nhảy quan tâm về cái dòng Kia Morning này thì có thể liên hệ với em nha. Xe nào thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại em để góc dưới màn hình ha. Các anh chị nhớ đăng ký kênh và theo dõi kênh của em để cập nhật những dòng xe bên em hiện có nha. Rồi, em tên là Huyền nha các anh chị nha. Các anh chị cho em một like và đăng ký kênh của em để theo dõi những video tiếp theo về những dòng xe bên em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.